Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Tạp chí Cộng sản tổ chức hội thảo nguồn lực văn hóa trong chiến lược phát triển thành phố sáng tạo của thủ đô Hà Nội. Hội thảo là diễn đàn để các nhà quản lý, các nhà khoa học đóng góp, chia sẻ những ý kiến tâm huyết, đề xuất chính sách giải pháp, tầm quan trọng của nguồn lực văn hóa, chiến lược phát triển thành phố sáng tạo. Đây cũng là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long Hà Nội. Các đại biểu cho rằng Hà Nội cần chú trọng phát triển văn hóa sống của con người và văn hóa cảnh quan của thủ đô. Văn hóa sống của con người cần phát huy truyền thống thanh lịch, xây dựng chuẩn mực giá trị người Hà Nội hiện đại, có tiếp thu giá trị truyền thống gắn với những giá trị tiêu biểu của dân tộc. Bên cạnh đó, Hà Nội cần lưu ý đến việc điều chỉnh quy hoạch cũng như xây dựng các công trình văn hóa, các công trình kiến trúc dân dụng cần phải có bóng dáng đặc trưng của dân tộc.